Chào các bạn trở lại kênh Cây Trồng TV. Đây là mấy đám dưa Nam Việt 399 không nè. Đây trồng Nam Việt 399 rất là nhiều luôn. Còn đây là đám 27 ngày. Đám này 2-3 ngày nữa có hái gốc rồi đó. Thì hôm nay mình đi quay, mình nói chung là mình đi cập nhật khảo sát cái đám dưa này, trồng 399 này cho các bạn xem tham khảo nè. Vào mùa nắng. Tại sao mình không quay 879 với 659? Thì nói chung hai giống đó giờ nó thua hàng ngày. Nói chung mùa nắng này nó tệ. Mình thì nói chung bán đủ loại giống hết, nhưng mà nói chung mình thấy trước mắt nó xấu, mà chẳng lẽ mình quay lên làm gì. Nó thua mấy này dữ lắm. Tại vì nó mùa nắng nó dạng nó không có chịu nhiệt cao bằng này đó. Thằng này thì nó dạng nó chịu nhiệt cao hơn, nó ít cái tình trạng bị bông với bị sùng đọt hơn cái thằng 659 với thằng 89 cùng thời điểm nha. Thì bạn thấy nè, đất này đất cũ nè mà nhân lá xanh vậy nè. Đó. Chèo thì nói chung cũng không có thua 879. Thì đây là cái giống mới nè, nó sẽ nói chung nó kháng rất là nhiều bệnh. Thì mình đã cho có trồng thử chung với thằng 886 của Hoa Sen đó. Thì thằng Hoa Sen nó chết dây mà thằng này nó không chết. Thì thằng này nó cho tỷ lệ kháng bệnh héo xanh chết dây nó mạnh hơn kia. Tại vì thằng này là của Thái. Của Thái thì nó sẽ khác cái bộ rễ của Hoa Sen, Hoa Sen của Nhật. Bởi vì đất các bạn mà nó bị chết dây đó. Ví dụ trước trồng 89, 659 chết dây thì mình có thể mình đổi thằng này, nó sẽ thể kháng được cái bệnh héo xanh chết dây rất là nhiều. Thì bạn nào có nhu cầu trồng Nam Việt 399 này á, thì liên hệ với số hội của mình 0946430057. Thì tắt mình đã có bán đủ các loại giống Nam Việt, Hoa Sen, trái dày, trái ngắn đều có hết nha. Thì bạn nào có nhu cầu trồng giống gì thì liên hệ với mình. Mình để số điện thoại trên video đó. Mình sẽ quay cập nhật thường xuyên mấy cái loại giống trồng mùa nắng này cho các bạn xem tham khảo, mình để mình chọn giống là mình trồng. Thì dưa hiện giờ đang rất là sốt, 18.000 một ký cho dưa tơ, dưa giống trái này nè. Thì mấy bạn biết dưa sốt là dưa nó chung là nó thắt rất là nhiều luôn á, chứ không có phân bì với cái mùa kia nha. Mùa này nó rất là tệ luôn, nhưng mà cái giống này nó mạnh gì là nói chung là mặn rất là êm luôn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.